Chào tất cả mọi người. Hôm nay em về mẫu xe Jolie đời năm sản xuất 2004. Em sẽ quay một vòng cho các bác xem con xe này nhá. Các bác nhìn này. Từ những cái đèn đóm, mặt ga lăng của nó còn rất chi là đẹp này. Rất chi là sáng này. Đấy. Nước sơn con này thì cực kỳ bóng luôn. Thân vỏ keo chỉ zin cả xe. Đấy. Tất cả bốn quả lốp của nó là bốn quả lốp vừa mới được thay nha các bác nha. Bốn quả bánh vừa mới được thay. Đấy, nhìn từ những cái đường gân, đường nét của nó từ đầu đến cuối xe của nó là nó đều nhau tăm tắp luôn các bác này. Nhìn này, form dáng của nó còn nguyên si luôn. Đấy, con xe từ đời 2004 mà nó vẫn còn đẹp. Vẫn còn đẹp đến như vậy. Đấy. Từ những cái mép khe cửa kìa. Các bác nhìn này. Đấy, nó đều nhau tăm tắp luôn. Đấy. Form dáng con này cực kỳ còn nguyên luôn nhá. Vẫn còn nguyên si luôn các bác nhá. Đấy, quay này. Xe rất chi là đều và đẹp này. Đấy, vỏ rất chi mỏng các bác nhá. Nhìn này. Vỏ tôn của nó còn rất chi là mỏng này. Em vỏ này. Đây. Em vỏ các bác nhá. Tiếng tôn nó còn tăng 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 toang luôn nhá. Tăng 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 toang luôn nhá. Đấy, tôn vỏ rất mỏng luôn nhá. Tem zin theo xe luôn. Đây, các bác nghe tiếng tôn này. Đanh như tiếng thép luôn, không một tí matin nào luôn. Đấy. Đấy, tiếng tôn nó còn canh. Vỏ rất chi là mỏng luôn các bác nhá. Đấy. Thân vỏ con này thì không thể chê được. Đấy, các bác nhìn này, con xe rất chi là đẹp này. Nước sơn rất chi là bóng và đẹp này. Đấy. Lốp treo đã lên lốp treo kim phun rồi các bác nha. Con này là máy kim phun điện tử nha các bác nha. Đi rất tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Các bác nhìn này, từ những các đường gân, đường mép của nó. Đấy, nó thẳng nhau, nó đều nhau. Đấy. Tất cả những cái khe mép cánh cửa nó khít, đóng cửa nó rất chi là khít luôn nha các bác nha. Đấy, nhìn này, nước sơn của nó bóng cực kỳ luôn. Đấy. Các bác nhìn này. Đấy, đường gân, đường chỉ của nó từ đầu đến cuối nó đều nhau này, không bị mất một tí form nào luôn. Tôn vỏ rất chi là mỏng nhá. Đây. Toàn tôn là tôn rồi, không có tí matin nào. Đấy. Toàn tôn là tôn rồi. Đây, em quay vào phần bên trong, phần nội thất cho các bác coi nhá. Đấy. Thì đây, thì phần keo chỉ theo xe của nó đây, bên tài đây. Đấy, keo chỉ này, zin này. Đấy, bấm vào lẩy ra này. Đấy, những cái nút đinh bấm của nó vẫn còn nguyên zin luôn. Đấy, các bác nhìn này. Bên trong này còn nước sơn nó còn zin luôn. Đấy, từ những cái tem này. Đấy, các bác nhìn này. Nguyên zin luôn từ năm sản xuất đến giờ. Đấy, không hề bị mất. Đấy, những ổ khóa của nó này vẫn còn vàng uôm này. Phần nội thất của nó đây các bác nhìn này, từ những phần nhựa này của nó này không bị sần mòn theo năm tháng này. Bóng tấn luôn. Con xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nó zin. Zin từ những con ốc bên trong này luôn. Không hề có bị vết tháo lắp gì cả. Với những nút phím này của nó này còn nguyên chữ luôn, không có bị mất chữ luôn. Đấy. Đây các bác nhìn này. Đấy, vẫn còn nguyên từ bao nhiêu năm này. Vẫn zin luôn. Đấy. Không bị mờ, không bị mòn gì cả. Đấy, con này trần nỉ này, trần nỉ của nó còn rất chi là đẹp và sáng này. Các bác nhìn này. Đấy, rất chi là sáng luôn. Rất đẹp luôn. Đấy. Đây này. Quay phần cánh sau nhá. Phần cánh sau đây, các bác nhìn đây, phần keo chỉ của nó đây. Đây, từ những nút đinh bấm zin theo xe này vẫn còn nguyên này. Đây, các bác nhìn này. Đấy, rất đẹp luôn nha. Con xe cực kỳ, thân vỏ cực kỳ cứng luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đây, từ những nút khóa trẻ em này. Các bác nhìn này, nhìn này đẹp này. À, vẫn còn cái tem của cái nút khóa trẻ em. Đấy, từ những con ốc của nó. Các bác nhìn này. Nó đẹp như này. Xe quá xuất sắc luôn các bác nha. Đấy, ghế thì nó đã bọc một lớp ghế da mới rồi. Đấy. Tất cả các phần nhựa này của nó không bị có bị sờn mòn gì luôn, vẫn bóng như ngày mới mua. Đấy, nhựa đẹp quá, nhựa không hề bị xước gì luôn. Đấy, điều hòa hai dàn nha các bác nha.
Con này Jolly này đời này là điều hòa hai dàn nha. Đấy, thằng người đằng sau rất chi là mát mẻ luôn. Đấy. Dám quay phần cốp đít. Đấy, cốp đít này. Đấy, lốp treo. Lốp treo đầy đủ luôn. Lốp treo đầy đủ luôn. Không thiếu gì, gương cầu lồi đằng sau. Đấy. Quay này đây. Những ổ khóa của nó từ bao nhiêu năm này nó vẫn đen xì. Không có vết vặn luôn, vết tháo luôn. Này. Không có vết tháo luôn. Nguyên luôn này. Keo chỉ thì vẫn còn nguyên nha các bác nhá. Keo chỉ zin hết. Keo chỉ zin hết. Còn lỉ đây. Lỉ nguyên này. Ghế đằng sau này là hàng ghế đằng sau này là ghế lật nha các bác nhá. Lật ra lật vào được, mình có thể để đồ hay để bất kỳ những cái vật dụng gì ở đằng sau này rất chi là tiện này. Đây các bác nhìn này. Đấy, phần keo chỉ đằng sau này. Con này thì em đảm bảo luôn là thân vỏ zin đét đen đẹp luôn. Đây. Zin đét luôn. Thân vỏ zin đét đen đẹp luôn. Đấy. Vì bao nhiêu năm rồi mà nó giữ con xe phải nói là kinh khủng luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy. Keo chỉ zin hết đây. Zin đét đen đẹp luôn. Đấy, phần nội thất bên trong đã làm lại rất chi là sạch sẽ rồi các bác nghe. Ở ghế người ta đã bọc lại hết rồi. Đấy, ông chủ xe cũ ông đấy đã bọc lại rất chi là đẹp rồi. Đấy, mình mua về là sẽ sử dụng này. Đấy, nước tôn của nó ơi. Không hề có tí mà tít luôn. Sợ cái điểm này có xe. Quá đẹp các bác nha. Đấy, em quay sang cái phần cánh bên phụ. Đấy, tất cả các keo chỉ của con này thì em đã bảo như lời giới thiệu ban đầu rồi. Đấy, zin hết. Zin đét đèn đẹp luôn, keo chỉ đây. Đấy, từ những cái nút đinh bấm của những cái các cánh nó vẫn còn nguyên này. Đấy, những cái ổ khóa lóc khóa trẻ em này vẫn còn cái tem của lóc này. Đấy. Đấy. Những con ốc này của nó còn sáng quắc luôn. Đấy, kinh điển luôn. Đây. Đấy. Những con ốc con gạt ổ khóa của nó còn nguyên hết. Từ những cái lớp sơn của nó còn rất chi là zin luôn. Không hề có bị dấu hiệu của sơn lại. Đấy. À, từ những cái đường nẹp chân kính này của nó khít khịt luôn. Các bạn nhìn này. Khít khịt luôn. Thẳng tắp luôn. Đây, những cái chỉnh điều chỉnh ghế đây. Các bạn nhìn này. Đấy, điều chỉnh ghế đây. Nguyên hết này. Những con nút còn vết dấu rồi. Đây. Những cái miệng ổ khóa này. Đấy, con xe quá xuất sắc luôn các bạn. Đấy, từ phần nhựa của nó còn đẹp lắm. Đây, keo chỉ bên cánh đằng trước bên phụ đây. Đấy, con xe rất đẹp các bạn nhá, rất cứng xe luôn. Đây, phần nhựa ở phần táp lô này. Đây, các bạn nhìn này, nó vẫn còn đẹp như này. Đấy, còn rất chi là đẹp và sang nha các bạn nhá. Đấy, điều hòa hai dàn đầy đủ. Còn rất chi là lạnh, đi đường rất chi là mát nha. Em quay phần giới thiệu phần khoang máy cho các bác nha. Em sẽ lổ máy em tép thử cho các bác nghe nha, nghe tiếng máy nha. Đây nhẹ cái nào đã nổ rồi. Đấy. Phần táp lô của nó đây. Mặt điều khiển đồng hồ nó đây. Tất cả các phím chức năng của nó còn nguyên bản nha. Kim báo nhật, kim báo xăng đầy đủ hết, không tơ mét. Đấy, các bác nhìn này. Từ những cái phím điều khiển này của nó không mờ mất một chữ nào luôn. Đấy, chi là bóng đẹp này. Đấy, đầu theo xe nguyên bản đấy. Các bác nào thích về độ thêm cái màn hình nữa là đi là chấm hết luôn. Đấy, đóng cửa các cửa này rất chi là nhẹ này. Các bác nhìn này, thả tay ra cái nó hít vào luôn. Thả tay ra cái nó hít vào luôn. Đấy, đây, tất cả các cánh này, hít vào luôn. Không cần phải dùng lực nhiều nha các bác nhé. Này, nó hít vào luôn. Đấy, tất cả cánh là đóng cửa, đóng mở là rất chi là dễ dàng này. Đây, cả cánh bên phụ này. Đây,
nó hít vào luôn. Đấy, không cần phải dùng nhiều lực này. Ở nhẹ cái đâu là nó hít vào luôn nhá các bác nhá. Con xe này nó cực kỳ là ngon đấy. Đấy, đây, như này tự hít vào luôn. Đấy. Rất chi là ngon. Đây, phần khoang máy đây em giới thiệu các bác qua phần khoang máy này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, phần khoang máy này. Đấy, phần khoang máy này các bác nhìn này. Máy rất chi là đẹp và sạch nha. Cái ốc quy của nó được thay mới rồi. Cái này là kim phun điện tử các bác nha. Đây, kim phun điện tử đấy rồi. Các bác nhìn này, đấy, kim phun điện tử rồi. Máy rất êm các bác nha. Nha, cầm tùy luôn. Cầm luôn. Đặc biệt là không có một chút hơi thừa nào luôn. Riêng con xe này nha. Các bác nhìn này, không có một chút hơi thừa nào luôn. Đấy, không có một chút hơi thừa nào luôn. Máy cực kỳ ngon và khô luôn. Đấy. Máy rất êm các bác nha. Bây giờ em chạy thử một đoạn cho các bác nha. Chạy thử một đoạn nha. Tất cả đóng cửa, đóng vào, đóng ra, mở vào rất chi nhẹ nhàng. Tất cả giấy tờ của nó còn đầy đủ nhá. Đăng ký, đăng kiểm. Đấy, con này em chủ xe người ta còn vừa mới đăng kiểm lại cơ. Thì em lại lấy lại xe của người ta. Con xe này chạy cực phê luôn. Đấy các bác nhìn này, chưa cần đạp ga mà nó đã đi rồi. Đấy, chỉ cần nhả côn ra cái là nó đã tự nó đi rồi. Máy rất chi là khỏe vô cùng. Đấy, em chạy thử cho các bác nha. Đi những con xe chất lượng các bạn. Con này chở 7-8 người đi công vụ rồi thì đi làm ok, đi chơi ok. Đã chạy test thử 300 km rồi. Từ đây xuống Quảng Ninh, từ Hà Nội Quảng Ninh, không ạ, từ Quảng Ninh về Hà Nội. Đấy, nên đi đường dài cũng chưa yên tâm các bác nha. Đấy, máy ngon lắm, đi vẫn còn chi là rất chi là mượt nhá. Với con xe như này, bên em đang chào bán với giá là 90 triệu. Đấy, các bác nào thiện chí thì alo cho em theo số điện thoại 0963 221 311. Đấy, đã sở hữu em Jolly 204 kim phun điện tử các bác nhé. Con này thì nói về máy móc và thân vỏ, tất cả các điểm của nó không thể chê điểm gì, từ lớp nội thất của nó. Đấy, tất cả các nhựa, cánh cửa, táp lô, táp ly rất chi là đẹp. Các bác nhìn đấy, đấy, đi ở đường nó rất chi là đông, vừa đi vừa quay rất chi là nguy hiểm. Đó là thiện chí thì đến xem xe thực tế. Đấy, xem xe thực tế thì sẽ được test và thử chất lượng xe thoải mái, cho thợ cho yếc đi test thoải mái. Đấy, bên em vẫn nhận trao đổi mua bán, trao đi đổi lại, bán đi bán lại. Đấy, các bác nào có nhu cầu gì thì liên hệ em theo số điện thoại 0963 21 311. Đấy, em xin tạm dừng video tại đây. Đấy, chào tất cả mọi người nha.